chắc đấy nha không là dạ bê khang mục đọc lấy bật tế Campuchia mình trời bán cầm nó chú vis na đôi bộ rõ Campuchia thì cứ trời cầm nó chú vis na đôi miền ca châu rung chùm này bì bà chia chôn Việt Nam chẳng dừng đáng ai tha không sành chết ná chia chia chôn làm tao bộ bè chia bà nhà ai chia chương chỉ chua chiếm viên mình đai bắt đo bà giáo ơi mà chạc cầm ná thế dừng mơ ta bà nhà cái tên ná ngọt nâng Bọn thầy thì lên dạng mạch đại ông bì cả đại nhạc rồi bọc ôn từ cần cửa xùm hạp tây cả bì mà sau mấy nít thật ta bán nơi cả cho lời tỏ bài bán bạn mà tôi làm bế đi bẹp bọn tên nâng ca xùm cùng áo rạch hạ bì bá rất có bánh chốc nơi ca phát đó bán xa nạn ở chân trái đó bộ rạch Việt Nam khó chú bạp đại cầm bông ruột nơi không phải tới Campuchia và xùm chơi bạn bẹp bọn nâng ca dốc nhạc rồi bọc bụi dương này chia dụ chôn sẽ ca một chôn dù tự đạn nơi cửa xuống hạp tây mà sao mánh cứ dương tự ban khi tự tua dụng nhạc bỏ dương hay mình toàn lời tốt rồi có cũng nọt nơi phiêu về lìa ca bà chai nam mua cho bà lo thế hay bẹp con nâng cả này đại dương dơ nhạc tự đạn ý cứ dương miên cùng rung cho bà lo hay và tòa vì đi tới mùi sạp ở đá chạy xa anh cứ ngày chăn sạp ở đá cáo dương nâng tự xa xong xa là đi thì đi mà đoàn tiết đầu vô nơi là thầy tiếp chiêng một quan pram rồi cả nấy vô tới xa sống đám bấy và mau ca chụp chung chụp vọt tầm biên toa nơi thì liên chia thập đáy chia thập tay đám bấy xong đáy nhưng mà tệ đấy xong tệ thì bạn 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 lúc 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 thời thì lán chốc person ba miền ca tụp cắt ca rìa riêng đào ở nhà thờ tì krong phân bình chìa bởi xe krong xong để sốc krom chương càng khá là bỏ ở xa lạc krom phân bình chân thư ca bằng crap lực krom bỏ lúc ta ta lúc nâng miên vị thi sạc nông ca tụp tụl bài bản đại tư chung phụ cả rồi này đi bố tha lúc đang sẵn hai ôi ta miên cả thư bạc tạc cam cả tiêm tì dân nà ấy nâng cứ tha mà đá trời bán xa lạc krom nâng ạ nhà tê chìa bởi xe đôi chìa krom bộc lực krom hôn nà gà vơ lại chìa sở trái nâng cứ tha nâng bê đại phụ quạt chân thư ca to và tiêm tìa bạc hai tiêm kỵ tiêm tìa sứt châu thư ca với nhạy trái đám nó trái bán mình trái bán xa bát tạc kết rứt có krom bộc lực krom bọc krom nà gà nâng mà quay thư bạp thế bài tư chì krom xoan đại sọc krom bọc xa lạc krom nôm khá chân mà quay thư bạp nè sở trái khá rôn cả biệt biên phơ phết khá nâng có bạc thư bình bạch mục chọn một ấy chẳng tới tao chấm lấy nick lục nông miền ca tụt tụt bài nào đại tây lục thay thế lan bớt sân miền cả này nick cả lang thay lực cầm robot lục ba chấm buộc ba nhà hà ní dương mình ban tôi và rom pẹp quan tận năng ca rì rèn ấy của dương ban đang ai than ní cứ chia tụm lọ bọc kì hai ở vậy đại đại chỉ cô đại nâng tất cả mà phiền bẩn to bao dương nữa cư dương nâng chia diêm thưa tam còn lâu phơi cho bạn vua ở quay đại dương thưa ta ta cho bạn muối mình men sầm rạp ta khang ở nhà thơ nâng nạn được nom này phía kỳ khang dương chia và chia bùa rót có dương tây có rộp đại chẳng nhâm xong phải chẹn tích ao phải vô lời vô tha sầm hẹp cho bạn miên sầm hẹp tầng ọc nỉ còn tái trong phía kỳ na có rộp mình có rộp cư dương mà đằng hay chồng pua à sạc cam mà phiếp đại dương tây châu ruộng kia sầm đáy mà tệ chia sầm tệ thi nơi ti liêm chia thậm tái ní cứ dương thưa từ tam cho bà tỷ tròn kê ăn nhát mình ăn nhát ăn nắng cứ chia riêng đồ bọc kế chia cầm ho đồ bọc kế chia ca đại mình cổ rụp sứt cổ rụp cho bà đồ bọc phụ kê hay sầm ép nhóm cô đại bọc nhóm cứ nhóm nơi tại thưa của nhóm thưa tam cho bà bây chưa nhóm ăn nhát cái đảo mình chưa nữa ba bạn có dương nơi tại thưa phụ ấy bờ kê mình ăn nhát nó cứ chia ca bật sứt cứ chia ca mình cổ rụp cho bà đồ bọc phụ kê bạn lúc thật thì lại được lúc đang sắp hỏi thà lúc khuôn sến đại chỉ áp bị bạc trong phần bình nâng cứ thà tiếp tay một pì tài sản kinh nơi ai bờ tây Việt Nam thay cái đại nơi lào y tế hỏi nơi không chấm nuốt chấm muối nâng nơi giữa rồi mình tây Việt Nam lúc hàm bên trên đại chúng bạn được lang chấm muối lúc mai nát nó muốn cả chùa mà đo bảo lúc bản tính nâng cứ thà lúc khuôn sến của ban o quân đo Việt Nam ấy na rương ca đại Việt Nam nó mà chui rồng đọc Campuchia cả bây giờ mấy chất bẩm buôn ở rồng đọc tranh pi rồng bò pol pot ấy chả đam mũi tiết có cá chao to rồng bò lục sọ lục khuôn sấy nó cứ từ căn lục pam bình chênh bẹp bòn từ nâng cả này đại lục pam bình chênh nước bạn sơn la sông ao Campuchia nó cứ tha
ជួយផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យពលរដ្ឋវៀតណាមបានរៀនសូត្រផងហើយបានការងារធ្វើថែមទៅទៀតនឹងហើយចំណុចទាំងអស់នេះតើតើលោកគិតថាកម្ពុជាគួរតែអរគុណវៀតណាមឬក៏វៀតណាមគួរតែអរគុណកម្ពុជាដែលលោកដឹងស្រាប់ហើយករណីប្រវត្តិសាស្ត្រមកទល់នឹងពេលនេះគឺកម្ពុជាបានជួយវៀតណាមច្រើនណាស់រហូតដល់វៀតណាមបានប្រកាសនៅឯករាជ្យភាពឈ្នះសង្គ្រាមយ៉ាងណាយ៉ាងណីហើយក៏បានអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់ខ្លួនរហូតមកទល់នឹងពេលនេះថែមទៅទៀតនឹងបានលោកថេលធីឡែនសូមជួយបាទខ្ញុំសូមនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងគុណនេះណាហើយខ្ញុំនិយាយជាទូទៅហ្មងខ្ញុំលើកតែព្រឹត្តិការណ៍ពីរឯងដែលឆ្លោះបញ្ចាំងនឹងអាចបង្ហាញទៅមហាជនឲ្យគាត់បានយល់ថាគេថាតើវៀតណាមគួរតែដឹងគុណកម្ពុជាឬក៏កម្ពុជាគួរតែដឹងគុណវៀតណាមតើថ្នាក់ដឹកនាំនិងអាជ្ញាធររបស់កម្ពុជាគួរតែដឹងគុណវៀតណាមឬក៏ដឹងគុណទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនយើងនិយាយពីភាគីវៀតណាមបើសិនជាភាគច្រើនយើងធ្លាប់ឮហើយថាថ្នាក់ដឹកនាំក៏រួចរដ្ឋាភិបាលតែងតែមិនភ្លេចទេនៅគុណ7មករានេះថាជាគុណរបស់វៀតណាមខ្ញុំក៏ទទួលស្គាល់ដែរព្រោះយើងបានស្ដាប់ខ្លះមានចំណុចខ្លះក៏យើងទទួលយកប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់បង្ហាញបំភ្លឺក៏ដាស់តឿនឲ្យច្បាស់ថាចំពោះការបាត់បង់ទឹកដីកោះត្រល់អីក៏ដូចជាទឹកដីកូសាំងស៊ីនទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទៅវៀតណាមនេះក៏ជាគុណដែលវៀតណាមត្រូវតែដឹងរហូតដល់ថ្នាក់ពីការខ្ចីទឹកដីរបស់កម្ពុជាទៅជាការខុបខិតគ្នាជាមួយបារាំងយកទៅគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងហើយចំណុចមួយទៀតគឺត្រូវដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះគ្រប់ចក្ខុវិស័យរបស់កម្ពុជារវាងតំណែងកម្ពុជានិងវៀតណាមគឺតែងតែទូទុនណាផ្ដល់ជាផលប្រយោជន៍ទាំងសេដ្ឋកិច្ចក្តីទាំងវិស័យផ្សេងៗដូចជាកសកម្មទេសចរក្តីគឺលើកដំកើងនិងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាជាតិវៀតណាមមែនតើនេះគឺជាអ្វីដែលវៀតណាមគួរតែដឹងគុណមកកម្ពុជាហើយពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តមឃួងស្រីនេះយើងសង្កេតឃើញថាមានចាប់អារម្មណ៍ទេថាពេលជំនួបមួយគឺខ្ញុំអត់បានឃើញថាភាគីវៀតណាមនេះបានដាក់ទង់ជាតិកម្ពុជាទេនេះគឺជាការមិនផ្ដល់តម្លៃឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រជាជាតិកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងតំណែងតំណងការទូតគឺគេមិនផ្ដល់ឲ្យតែសោះបាទបាទអរគុណច្រើនលោកថេលធីឡែនចំពោះការបកស្រាយរបស់លោកនិងការសង្កេតរបស់លោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកឃួងស្រេងទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមលោកដឹងស្រាប់ហើយថាបើវៀតណាមមានបំណងបង្ហូរជនជាតិរបស់ខ្លួនមកកាន់ទឹកដីកម្ពុជាដើម្បីបង្កើនឲ្យច្រើនជាងពលរដ្ឋខ្មែរទៅថ្ងៃមុខនោះថាតើការបង្កើនពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននេះវានឹងប៉ះទង្គិចបែបណាបើដល់បូរណភាពទឹកដីនឹងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាបាទលោកថេធីឡែនជាការពិតទៅបើសិនជាកម្ពុជាណានៅតែបន្តបើកចំហនិងប្រុងមិនប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការហូរចូលនៃជនអន្តោប្រវេសន៍ជាពិសេសគឺជនជាតិវៀតណាមកម្ពុជានឹងមានហានិភ័យខ្ពស់ចំពោះការគ្រប់គ្រងនៅគេហៅថានេះរបស់ខ្លួនណាអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនព្រោះអីមិនយូរទេតាមតែស្ថានភាពដែលយើងឃើញជាក់ស្ដែងរហូតដល់ថ្នាក់ទៅផ្ដល់ជាបានថ្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍និងផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពនានានេះហើយមិនយូរប្រកាសជាប្រជាជនវៀតណាមនៅកម្ពុជាមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតស្មើនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងណាស់ក្នុងរយៈពេលខាងមុខដ៏ខ្លីប្រទេសកម្ពុជាមិនត្រូវបានកំណត់ជោគវាសនាដោយពលរដ្ឋកម្ពុជាទេគឺត្រូវកំណត់ជោគវាសនាដោយមានការចូលរួមចំណែកពីប្រជាជនវៀតណាមអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាក្នុងសញ្ជាតិណាជាជនអន្តោប្រវេសន៍ជាបញ្ញាក្អែកជាឆ្លើងជាជក់ឈាមវាមិនដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យម្ចាស់កំណើតទេយើងមើលតែបញ្ញាក្អែកទៅណាងាប់ហ្នឹងក្នុងនាមលោកជាយុវជនហើយលោកនឹងស្រាប់ហើយថាកាលពីជំនាន់មុនក្រុមយុវជនដែលតែងតែចេញមុខតវ៉ាតតាំងរឿងករណីព្រំដែនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ហ្នឹងគឺមានតែក្រុមចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះបានលេចមុខក្រុមរបស់ប្អូនហ្នឹងគឺថាចេញមកជាលើកទី2ដែលនៅមិនទាន់មានកម្លាំង
Trang là lao y tế mà tôi làm việc này có vận tải miễn cả cao tốc xa ông pi pi mà hai chân pi nẹt chuyện này chung chỉ trang ông pi thực chất không cả chú cha ông pi bánh hà thực đây nâng bánh hà chuyện xa bọc luôn đối chứ này ông thì là nhưng trong đang tha tam để dạng này cả tỏ xu mà tệ bọc ông ấy ta ការបារម្ភរបស់បងប្អូននឹងធំជាងគេទៅលើបញ្ហាអីដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជាតិសាសន៍នេះហេតុអីបានជាបងប្អូនមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងម្ល៉េះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាជាតិសាសន៍នេះបាទលោកអឺអ្វីដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភនោះគឺដោយសារតែខ្ញុំសង្កេតឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាសពថ្ងៃបើតាមអ្វីដែលច្បាប់កំណត់នោះគឺជាប្រទេសដែលប្រកាន់យករបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហើយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មានច្បាប់ជាគោ5ច្បាប់រស់រានមានជីវិតច្បាប់បច្ចេកមតិច្បាប់បោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ច្បាប់សេរីភាពសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិចូលឈ្មោះគេបោះឆ្នោតឲ្យហើយខ្ញុំពិតជាព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់ចំពោះការបិទសិទ្ធិនានាហ្នឹងព្រោះពលរដ្ឋប្រទេសកម្ពុជាយើងវាកំពុងតែដនដាបពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលទ្ធិជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាហើយឈ្មោះទៅរករបបផ្ដាច់ការនៅកម្ពុជាដោយយើងបានសង្កេតឃើញថាមកដល់ពេលនេះតែងតែមានការរំលោភបំពានសិទ្ធិនិងរដ្ឋបិទនៅការបញ្ចេញមតិបញ្ចេញយោបល់ពាក់ព័ន្ធនឹងការទាមទារនៅសិទ្ធិសេរីភាពនានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសង្គមជាតិហើយចំពោះការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះខ្ញុំណាគឺការចូលរួមណាគឺកង្វះនៃការចូលរួមរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនដែលមានមនសិការជាតិហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាចំពោះខ្ញុំមួយខ្ញុំអត់មានខ្វល់ទេទោះបីជាមានបញ្ហាអីកំពុងតែប្រឈមមកខ្ញុំថ្មីថ្មីក៏ដូចជាឥឡូវនេះក៏ខ្ញុំមិនខ្វល់ដែរអ្វីដែលខ្ញុំខ្វល់គឺខ្ញុំមិនទាន់រកបានអ្នកដែលអាចបន្តវេនបន្ទាប់ពីខ្ញុំបន្ទាប់ពីបាត់បង់ខ្ញុំនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងព្រួយបារម្ភព្រោះប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវការការចូលរួមជាចាំបាច់ពីបងប្អូនមហាជនខ្មែរដែលជាម្ចាស់ប្រទេសព្រោះអត់មានពីណាគេមកស្រឡាញ់អត់មានពីណាគេមកខ្វាយខ្វល់ពីប្រទេសកម្ពុជាក្រៅពីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានោះទេបាទដូច្នេះលោកមិនខ្លាចអំពីការប្រឈមមុខក្នុងការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់អាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចអីណាមួយក្នុងការធ្វើបាបលោកទៅថ្ងៃខាងមុខទេមិនចឹងឯងលោកថេតឡែនបាទខ្ញុំអត់មានការព្រួយបារម្ភទេខ្ញុំនិយាយដោយបើកចំហអញ្ចឹងមកព្រោះតាំងពីការចាប់ផ្ដើមមកគឺខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងថាលទ្ធផលការធ្វើរបស់ខ្ញុំណាបើសិនជារាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅតែចូលចិត្តណាដឹកនាំប្រទេសនឹងមិនគោរពសិទ្ធិមិនផ្ដល់អំណាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបែបនេះអ្វីដែលខ្ញុំនឹងទទួលបាននៅលទ្ធផលរបស់ខ្ញុំគឺបើមិនងាប់ក៏ជាប់គុកតែប៉ុណ្្នឹងគឺខ្ញុំដឹងច្បាស់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីត្រូវទៅព្រួយបារម្ភទៀតទេទោះបីជាមានរឿងអីកើតឡើងក៏ដោយអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំនៅតែខ្វល់ថាអត់មានពីណាគេនេះមកហើយជាការពិតទៅពាក់ព័ន្ធនឹងការរដ្ឋបិទសិទ្ធិរំលោភនានានេះអ្នកខាតបងគឺព្រះរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំទេព្រោះមកពេលដល់ពេលនេះយើងនឹងសង្កេតដឹងច្បាស់ហើយថាកម្ពុជាកំពុងតែមានវិបត្តិណានយោបាយវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សរហូតទៅដល់ថ្នាក់បាត់បង់ EBA បាត់បង់ទំនុកចិត្តពីអឺរ៉ុបក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមអញ្ចឹងអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវគិតដើមមកវិញត្រូវពិចារណានៅរាល់សកម្មភាពនិងការទៀមទារបស់ពួកយើងថាពួកយើងសពថ្ងៃថ្មីក៏បាត់តែយើងណាទៀមទាទប់ស្កាត់នៅសកម្មភាពនានាដែលផ្ដល់ជាអត្ថប្រយោជន៍ទៅជនតាវ៉េះក៏ដូចជាប្រជាជាតិវៀតណាមមែនប៉ុន្តែពួកយើងកំពុងណាតែជួយបើកចំហបើកទំព័រនៅអវ័យដែលហៅថាសិទ្ធនៅអវ័យដែលហៅថាអំណាចនៅបើកនៅអវ័យដែលជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសយើងកំពុងតែហុចដងឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យគាត់បង្ហាញទៅមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាអឺរ៉ុបដែលគេកំពុងតែទាមទារឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាការផ្ដល់សិទ្ធិនានាដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យគេមានទំនុកចិត្តសារជាថ្មីមកកម្ពុជាវិញតែផ្ទុយទៅវិញបើរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅតែរឹតបន្តឹងនៅតែបិទបាំងនៅតែមានការគាបសង្កត់គម្រាមកំហែងមកលើ
ca tiêm tự nhiên sức bao dương tiết chạy sẽ đánh này Campuchia nâng chiên tự đo thắt châu tự nông bình chi khám ái này bà tế đại bà căn dô lô bộ được thịp chia thập tay nơi lưu bị phục lụ bạn theo thời lan đôi bọn đang sắp hay thả dứt ở xa này ca bản sạp chết xa mũi cứ miên ở chùm nói mũi chùm luôn đà kê thua cả lòng mơ chỉ phải xét bởi nơi xa mai Italia xa mai là mong vĩnh cứ thả sân kriêm lộ lực tìm bì vĩnh cứ thả đam bây trong và chọc chết xa nó cứ dọc chết xa nó dọc tới xâm lạp cháu ở linh bạn đôi chìa bộ chủ vui phê nó cứ ta trời bàn Italia là mong nó cứ ta chạp vô đốt cháu vô tập thua tổ nó cam vô tập xâm lập đã ủ xâm mạnh kì mi đâm bây xâm lập nó khăn ông lo chùm hơi ấy chân thật chùm đáy cháy krau krau một tiết có miên ca xâm lập chết xa tam rồi dạ ca bình chun chết xa muối mộc đi thà bẩn sạp chết xa muối tiết tam rồi dạ ca bằng cắt bụi rồi chết xa nâng miền bắc đây chỉ chôn chiết nơi môi chỉ chôn chiết nô tơ miền bắc buôn chỉ chôn chiết nô chỉ chôn chiết nơi tơ đối cho nên là về đại côn cát máu côn nó chỉ khai thì chỉ côn cát hơi chiết xa đào mà nó bỏ luôn nó cứ tháp bạt bạt bằng tập vĩnh hơi miền chiết xa tham mấy chiêm tham mấy chôn bộ trong đấy nico nơi khăn ẩm long chăn nằm tu sửa chăn nằm bắc buôn bà bồ rồi bảy sập bầm lấy nắng có miền ca bằng hồ Nikum chun chuyện Việt Nam khá năng có trở bán kê bà chun áo mọc sạ nơi tam cửa xa nơi không bà tế Campuchia mà cửa xa thở miền chun chuyện Việt Nam mà nẹ đâm bay bằng cắt và đâm bay áo nẹ khá năng miền bắt đây chun chuyện Việt Nam tơ nẹ khá năng miền bà buôn năng chỉ chun chuyện Việt Nam tơ đập bê côn cả máu năng sật ta chia chiêm Việt Nam ấy thằng ọ đối với này ở nước cứ chỉ cả bằng cắt chiết xả bụi hơi chấm lại nước có ban Việt Nam thọ ban phơi từ lửa khai cam vị trí cầu nước không thực đây cam vị trí cầu đã đại rồi bài ca rồi ông ca Human Rights Watch ban sơ sét thả sầm lấp đói mình ao sợ chiêm mùi đậm nọ killing without bleeding ban này thả cứ chỉ cả sầm lấp chiết xả này ai đối với này chấm lại tặng ông này ta sầm lấp luộc vinh luộc không niềm chỉ giúp chuẩn thật ta miễn ở vây trong để dây prap tơ rót tháp bị bao đại tiếp bẹp quan tận năng hàn để phơi chẳng ở đây lục theo thì lại ba nhóm ba công miên chia cùng nước kha tại không thể mấy cô sông vô tới cất cha nào được nghe chia sẻ hàng riêng rót tháp bị bao hay chia sẻ như sao nhóm dừng cây khơi thà ở vây đà hàng lục hùng dây tranh mau nắng tập thập hiệp nơi không sông cung dưỡng cô cùng bông cá láng này bẹp quan tận năng ca bùng vụ nè dụ của chôn từ ngọc ngô cho môi nâng xây xa là bài nhà bà đường là bài một niên nia hay ca bình châu chôn đường tàu bảo vệ hay nhẹ đại miên chủng niên bị chạy tế cô bình chôn từ thưa chỉ bồ lô ni cô thì a dương chiên châu từ đà ca bốn sạp ni đại hay đẹp quan từ nâng lịch đồ thà bị bá nhóm cô sơn nông po ao cất xa lang vinh chỉ thấm ấy bị cha là na nơi ở vấy đại ai đó chỉ cả khát bóng nâng cùng bị bắt nha phó là khó đó bởi chìa chiếc dưỡng của à vậy đại phụ dương trời thơ cư dương của tài nông nia thay đã xa cả phía nơi phụ xa Campuchia ấy bàn dùng và rùa dương đang ấy thà bộ bẹp bộ rọc mà dương có khám răng trái nha có bẹp ly sọc rụt bạp giang tùm rộm tài mặt đó dương sọc ngay đi chẳng nhóm của sông sơn nông po nè bằng thay em từ đó thân đặc nông của riêng thà bị ba miền ta bị cha là nan đang phát bắt đầu cùng nước làng vinh của một đò bên đi Campuchia của bông từ rồng nơi hàn thì phải chia tràn hai chia sai nhà bay đại chia tầm nô khâu tây rồi bỏ thân đặc nón cứ roa phanh hàn niên niên nâng hàn thì phải niên niên mình toàn miền ông rụp na đại hiên tranh màu a an từ tu khâu tây nơi pê đại miền hàn thì phải ở thành nô cả làng này bạn bạn ở quân tràn lục thời thì lại